Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh Vinh Vinta Gateway. Trước tiên rất cảm ơn các bác đã quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa có kênh của em, các bác để nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình bên dưới để mỗi khi có video các bác sẽ được cập nhật nhanh nhất và thường xuyên. Hệ thống YouTube sẽ báo qua các tin nhắn cho các bác bằng tin nhắn bíp bíp. Em là Việt Anh, chuyên về đồng hồ kính bút nhẫn bật lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Mùa hè này em chỉ đến kính bút cũng như là mũ Mỹ đèn dầu cổ, bật lửa Zippo, một số đồ vật dụng khác, huy hiệu Mỹ khác từ ngày xưa. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu các bác đó là kính dây băng Aviator size 584 mắt màu xanh đen G15, còn khá mới, độ mới trên 90%. Con này thì nó là bọc vàng là 1/10, 1/30, 10K. Vâng. Ve trắng chuối cờ nha, hay là gọi là ve nhựa chuối cờ cũng được, nhiều các kênh gọi khác nhau. Kính thì nguyên zin toàn bộ rồi. Độ mới thì nó là trên 90%. 1/30 trên 10K ở gầm cầu giữa nhá. Còn bên trên thì bao giờ thấy nó cũng có cái chữ đó là BVL dây băng USA. Đấy. Dây băng BVL dây băng USA. Đó là cái đỉnh cầu trên này này. Đó, đỉnh cầu trên bao giờ nó cũng có cái chữ như thế. Đó là dòng dây băng cổ ngày xưa. Còn một số dòng dây băng đời sâu nữa thì nó chỉ có một chữ dây băng bên trên thôi. Nhưng riêng cái đời này là đời thập niên 60-65. Đấy, thì là nó có hay có những chữ BVL dây băng USA trên đỉnh cầu này. Còn gầm cầu dưới ở con này thì nó khác ở chỗ vì nó là đời sau, đời 65-70. Đời 60-70 thì nó có những cái chữ là 1/30 trên 10K GF. Và 30 phần kim loại nhé, 1 phần vàng, 1 phần 10 vàng. Kính được sản xuất thập niên 1960-1970, tức là giai đoạn đó nhé, các bác nhé. Đây là con dây băng Aviator bọc vàng, sáng ánh gương. Đấy là mỗi lần em quay ngang trên xong là ngang trên dưới dưới trên dưới đó thì các bác sẽ quan sát hết được các góc cạnh, các vẻ đẹp của cây kính. Bởi vì sao? Bởi vì là khi các bác đeo kính có người họ sẽ nhìn ngang, nhìn nghiêng, nhìn dọc, họ sẽ thấy được cái vẻ đẹp của cây kính các bác như thế nào, làm sao, có lỗi gì hay không lỗi. Và về giá thì nó cũng êm ái thôi, 5.800.000, 5.800K cho một cái kính dây băng Aviator bọc vàng sản xuất thập niên 1960-70 và đến giai đoạn đó, mắt màu xanh đen G15 size 5814, độ mới thì trên 90%. Em phải quay như thế này, giống như chụp ảnh thôi. Tại sao là lúc em chụp ảnh gửi cho các bác từ 30 đến 50 kiểu ảnh thì là các góc cạnh, các góc độ, các tư thế. Đấy. Thì các bác sẽ ngắm được những vẻ đẹp của cây kính như thế nào, ra làm sao. Nó phải rõ ràng, nó phải chi tiết. Và càng những cái đồ vật nhỏ, chi tiết nhỏ thì là phải càng có những kiểu ảnh gần. Mà ảnh là phải chụp nhiều góc độ, góc cạnh thì mới quan sát được những cái đồ vật đó nhé. Và em sẽ chụp ảnh Zalo ngoài trời. Đấy, những ảnh chụp ngoài trời gửi qua Zalo cho các bác thì nó phản ánh rất là rõ ràng, đúng chuẩn mực, chi tiết. Còn nếu mà xem trên YouTube này thì thông thường là hình ảnh nó sẽ bóng ánh sáng, nó không rõ ràng, nó mờ, nó chưa được chi tiết lắm. Thì sẽ có những cái chụp ảnh ngoài trời, chụp chi tiết để gửi các bác sẽ yên tâm hơn. Và
Còn về hình thức gửi hàng thì em sẽ gửi qua bưu điện hoặc là ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất hoặc tình hợp lý hợp lý nhất em sẽ gửi các bác ở tỉnh xa. Còn các bác Hà Nội có thể qua nhà em ở địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đấy. Số điện thoại là 0916566826. Về giá là 5.800.000 đồng, 5.800k cho một cái kính dây băng Aviador bọc vàng 1/10/30k. Các bác nào mà chưa kênh của em, các bác thể nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình bên dưới để mỗi khi em có video các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất và nhanh nhất. Đó. Mỗi một phiên em chỉ lên một cái kính duy nhất và kèm theo bài viết cũng như hình ảnh. Số điện thoại Zalo, địa chỉ, giá cả nó rõ ràng, rất là chuẩn mực. Và giá của cây kính dây băng Aviator này 5.800.000, bọc vàng sáng ánh gương. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở phía sau.